rồi cắt tóc. Đừng nói là mình quay dính rồi bỏ rồi. Đâu có đâu. Đâu có mình anh. Chưa từng thấy máy mà làm những cái mài mà cái tông đơ ăn tóc à, anh tên gì em hỏi anh tên gì Lý Ngọc An. Dạ Lý Ngọc An. An anh An à? Em anh làm gì là lâu năm chưa anh An? Cũng trước chứ không cái gì chưa hả? Còn lâu dữ nha. Vậy năm nay nhiêu tuổi vậy? 63. Cái nghề này xưa anh học hay là có ai dạy gì không? Có cha mẹ dạy rồi. Dạ. Đó giờ anh làm ở Sóc Trăng này hay làm đâu? Ở Sóc Trăng á. Dạ. Vậy, ngay chỗ đường 30/4 gần chợ Trăng mình á. Dạ. Rồi cái điểm này là mình mới về đây hả? Mới về đây cách ở hơn tháng có. Đây là số nhà mấy nè? 28. 28/8 à? Dương. Đúng 6/6 ha. Cái này là mình chiên sửa về các cái máy dụng cụ ra tóc không? Dạ, hết tóc chứ cái nào mai cũng làm được. Cái dàn máy này là anh sắm lâu chưa? Cỡ trước Tết tới giờ cỡ 6-7 tháng vậy đó. Máy gì mình mà mắc không? Mắc tiền không? Nguyên bộ này cỡ 90 triệu. Ồ, dữ vậy ra rồi. Dạ. Lần đầu tiên luôn bữa nay khám phá chia sẻ mọi người cái máy là mài tông đơ tóc của thợ đó. Đó giờ mới thấy luôn bữa nay chia sẻ cho cả nhà mình xem. Cái lưỡi đó không gì đó là người ta bán có nhiêu là... Nguyên cái này ở chị nó bán có 100 mấy, 150 vậy. Dạ, 100 mấy. Là cái tông đơ mà tự động mình phải không? À, cái lưỡi thôi. À, cái lưỡi trong nguyên bộ của nó là cỡ 600, 700 cũng có. Giá bóng rồi. Dạ. Thế lấy được. Cái này là thợ người ta mỗi khi mà cái bánh lục mình ta gửi lên anh mà. Rồi cũng có vòng vòng Sóc Trăng cũng có thấy cái huyện xã mấy cái tỉnh khác cũng có. Dạ. Thì toàn bộ mấy máy này là phục vụ cho cái đó hết, làm cho vậy là cũng đỡ hết. Không nên kéo, dạ kéo được ha, đầu máy có thể kéo. Như cái dàn máy này cũng hiện đại quá. Để mình mời cái hàng trên. Dạ dạ. Cái máy này nó cũng mài luôn ha. Phải, con nghĩ. Đó.
của Mỹ hả? Này chắc hàng nhập không á? À, cái đó nhập. Máy này chia là máy kim cương. Dạ. Kim cương mà mình lấy ra mình mài trong đây. Cái này là đúng. Mình trên. Ừ. À, cái này giống như này để dầu để mình tha đó hả anh? Dạ, hồi xưa hả? Ờ, vậy là hồi xưa là làm cái này. Rồi sau này mới sắm lại cái dạng mới. Vậy là mấy cái đồ này là chắc cũng cổ dữ vậy à. Dạ. Ồ, vậy là mấy chục năm hết trơn rồi. Có truyền nghề cho ai chưa anh? Cũng có hai ba đứa cháu về. Dạ. Về có học trò rồi hết rồi ha. Cái lưỡi gì mà như là ăn khoảng bao nhiêu tiền công của mình à? Nếu mà một bộ á mài bén là cỡ 100. Dạ, 100 ngàn. Mà xài cũng cỡ 7-8 tháng. Ồ, 7-8 tháng ha. Thì cũng lâu ha. Dài lâu lắm á. Thì lâu lắm ha, nó mới lục ha. Cái thanh mà mài này nó bằng cái gì ta? Nó bằng chất liệu gì à? Cái này hả? Dạ. Cái này bằng đá kim cương. Ồ, vậy đó là hàng kim mắc tiền. Mắc tiền á. Dạ. Người ta xài nó để mài kim cương lên nước ngoài á. Bởi vì đơn giản mà chín mấy triệu cũng đủ thiệt. Cái này mà thường thường nó đồ nhiều không hay là mình nó giải nó giải cái giải đều đều ra? Lâu lâu thì đến vài ba bữa thì cũng có. Dạ. Ra đây lại. Ở Sóc Trăng này có nhiều người làm nghề nào không? Ở Sóc Trăng á, ở Sóc Trăng thì cũng không có ai, có một hai người ở thành phố. Dạ. Sử dụng theo chỉ là chưa. Dạ. Chứ không phải hiện tại như vậy. Dạ. Chúng ta làm nghề cũng lâu ha. Hôm nay mình chia sẻ cái video này lên anh em nào, bà con cô bác nào có làm về cái hớt tóc á, lại đây có mài rồi này kia, anh em nó là nghề cũng mấy chục năm rồi đó, là tiếp thu tới giờ đó. Nay em cũng 61 tuổi rồi. Cháu này mới về từ đây chứ trước là anh làm ở đường 34, mẹ mới về từ đây. Đồ đạc cũng để cũng có dọc nha. Rồi cái tủ cái nóc này anh để làm cái gì anh ha? Cái nào? Cái nào? Cái đó đạc cũng để xỉa găng đơn đơn chế. Dạ. Máy đó của Mỹ đó. Ừ. Ờ, của anh này đó ha. Ừ, mua của Mỹ đó. Là nó cũng nhiệm vụ làm gì nó mài luôn hay sao? Mài đơn đơn, mài chém. Ồ, vậy đó hả? Ồ, cái dàn máy này hiện đại quá nè. Này đúng rồi. Đầy đủ cho anh sống đủ đồ nghề cho đó, giờ mới em mới biết luôn á. Hôm nay thấy đại ngộ quá, chia sẻ cho bà con cô bác người ta coi. Nếu cái đó là chụp hình với ảnh này, chụp quay 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 coi chỗ xe không? Cái này là gì? Xe găng, quay quay cái răng đó. Ủa, nặng dữ ha. Thì đó máy chuyên máy kia xỉa găng rồi chế cái máy này. Dạ. Gọn. Mày lấy đồ xỉa găng nha. Ngày đó ba mẹ gì có đang có làm này không hay là mình đang làm hả? Có chứ đâu không có, nhưng mà hồi xưa làm cái kỹ thuật hồi xưa nó không có làm bây giờ. Dạ. Ồ, cái này cũng nghề ha, cha truyền con nói à. Di truyền. Mình hệ hệ gác này vô. Dạ. Không phải đâu. Hỏi là lấy cái mà xanh. Ai có mày kéo mày anh có mài kéo mài lưỡi tóc đông đơ rồi nữa, đầy đủ nha, máy rất hiện đại luôn. Con sống cái dòng máy này giữ ra hồi trước tết á. Để xỉa găng cái này. Rồi ở đây mình anh nha, có vợ con gì không? Chưa. Chưa nữa hả? Rồi làm cho tiền xài sao hết ta? Làm này cũng lai gai rồi chứ. Dạ. Không có phải như mấy người khác. Dạ. Đèn đèn vậy đó. Không có phô trương này kia. Ừ, cái lưỡi mài ha. Cái này thành phố nó không có. Dạ. Cái nghề này cũng hiếm đúng không? Lưỡi này là lưỡi của Mỹ. Dạ. Mua nguyên hộp nó mới bán, hộp có lẻ lẻ nó không bán.
cái chỗ của anh đang làm đây á, là mọi người đi ngay chỗ đường Dương á, ngay đường Dương mọi người chạy lên thì cái hẻm này là cái quán Hưng hồi xưa nè. Bây giờ quán Hưng đúng nằm phía trong này. Chỗ này cũng nổi tiếng đó. Đi vô là bên tay phải là mọi người thấy số nhà 28 xe 8 đó. Nhà 28 xe 8 là ngay nhà chỗ anh đang làm đúng rồi. Ai có mày kéo mày tông đơn ít tóc rồi. Để vô coi anh làm mày ăn nè. Sĩ ăn. cái lưỡi dưới rồi mình làm cái lưỡi trên nữa. Dạ. Mình tính giờ mấy cái này còn hàng nhập không ha. Xài đồ dởm được. Cái lưỡi tông đơ này mình mài qua bao nhiêu phút mà? Nếu mà mài thường thì có 15-20 phút à. Vậy là chỉ găng lại lâu, chỉ găng cả nửa tiếng, hai lâu. Chỉ găng mà mình cũng phải mài lại nữa chứ. Dạ. Không biết biết. Mài chỉ găng này là xong rồi đấy ha, dây động này là. Dạ. Có thay dầu gì thêm không? Mình mài lại cho nó bóng lại cái nó đừng có sần cái lưỡi á. Dạ. Rồi mới thử bén. Quá hiện đại luôn.
cái này là anh mua là sao mình đi đích thân qua là mình đi tiện đặt nó không? Mấy cái này á? Dạ. Cái này là mua mình ở nhà mình chế lên. À. Mấy cái kia là mấy là mấy để đặt hết à? Đặt mua ở thành phố á. Dạ. Thành phố nó gửi lên nước ngoài nó mua về đem về. Mà giờ máy quá dữ. Nhà cái máy Mỹ á, ở Thủ Đức. Dạ. Nó mua ở thành Mỹ đem về. Dạ. Di truyền của cha mẹ để lại luôn. Ủa xưa giờ là anh ở đây luôn đó nè. Ở Sóc Trăng rồi đó. Dạ. Là ngay ở Sóc Trăng á. Dạ. Là lõi nhà Nam Đô. Ờ vậy đó hả? Rồi bữa nay mình sẵn có dịp anh cha anh dắt lại đây, cho em chia sẻ cái nghề của Nang á, là cũng là di truyền là hồi tiếp thu tới giờ luôn, là cha anh đã làm rồi, bây giờ tới nghề của anh rồi, anh có dạy thêm học viên nữa. Thì anh em nào có đây, sửa. Anh em nào mà có sửa máy, sửa hai những cái kéo, rồi đông đơ, rồi hất nghe tóc á, thì mọi người đến số 28/8 đường Dương, là đối diện như đây á, là có cái quán, là cái trong đây là quán ăn, quán Hưng nổi tiếng lắm. Mọi người vô đường này là sẽ thấy đó, ở ngay ngày của anh ở của mình hơn đấy cả nhà. Nếu mà mình phải mài lại không? Mài lại quán sơ mài sơ sơ phải không? Với lòng máy cái này là quá em mà thì quay đó rồi. Cái này là cái cảnh anh mài cái kéo của thợ nè. Cái kéo này nó bằng inox hay gì à? Kéo này có Đài Loan. Đài Loan hả? Mà cái kim loại gì á nó bằng? Nó có không có thép mấy đâu. Chỉ có kéo của Nhật thì mới có thép. Dạ. Mà mình mài kỹ thuật này thì nó cũng bén như, cũng gần gần như cái kéo của Nhật này. Dạ. Ừ. Rồi, dạ. Tới video của mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn mọi người lên video tiếp theo. Ai có ủng hộ về cho Nang á, là về mài kéo nè, bị cắt đông đơ mà tóc á, bị lục á này kia, là anh Nang là chuyên cái nghề này luôn, từ xưa tới giờ luôn. Mọi người có ủng hộ thì cứ đến ngay cái địa chỉ này 28/8 đường Hùng Dương 06 phường 6 thành phố Sóc Trăng. Anh có số điện thoại là 0964 780 156, và số điện thoại thứ hai là 0373 2. Ôi, sơn thọ mất tiền lá, yeah. Số sao là số mấy vậy? Đó, mọi người thấy là các bạn ảnh treo cái chiếc nhà luôn, lại đến địa chỉ này là mọi người sẽ thấy.